Sau đây xin gửi mọi người một cái khúc mà mình thường hay hát, hát rất nhiều ở trong nhà tắm mỗi buổi tối. Và sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Tuấn ca khúc Trái Tim Bên Lề. Trước khi mình hát thì cũng xin đính chính với mọi người, và chắc mọi người đều là hát hay không bằng hay hát nha, cho nên là có thiếu sót thì mong mọi người cũng chấp nhận một. Thank you.
tình yêu.